Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn thân mến trên kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức. Mr. Ram vừa từ Mỹ về một tiếng đã đi casting vũ công. Ông Hoàng nhạc Việt khiến mọi người nể phục vì năng suất làm việc cao. Hôm qua ngày 8 tháng 6, vừa từ Mỹ về Sài Gòn vào lúc 10 giờ sáng, nhưng đúng một tiếng đồng hồ sau đó, Mr. Ram đã có mặt tại phòng trà MTV để dự buổi tuyển chọn vũ công. Ca sĩ mặc áo sơ mi trắng họa tiết sặc sỡ, cười tươi tắn. Anh khiến mọi người thán phục vì không tỏ ra mệt mỏi sau chuyến bay dài. Buổi casting vũ công lần này là hoạt động đầu tiên của live show kỷ niệm 20 năm ca hát của Mr. Ram vào tháng 10 tới. Anh chưa chính thức công bố dự án, nhưng đã bắt tay thực hiện một số công đoạn đầu tiên. Đàm Vĩnh Hưng gửi lời cảm ơn chân thành đến các thí sinh, các nhóm vũ công đã bỏ thời gian đến tham dự. Anh chia sẻ, ekip thực sự cần các bạn vũ công giỏi trong live show. Bởi đây là một show diễn lộng lẫy, diêm dúa sang trọng nhất mà anh muốn đầu tư tới cùng. Ngoài âm nhạc với những ca khúc được chọn lựa kỹ càng, phần dàn dựng với sự xuất hiện của những vũ công trong từng tiết mục là hết sức quan trọng để thuyết phục người mua vé. Đạo diễn Trần Vi Mỹ cùng đồng hành với Đàm Vĩnh Hưng trong buổi casting, anh chính là người dàn dựng live show lần này. Ca sĩ biên đạo Thúy Uyên dành cho các thí sinh những lời khuyên bổ ích. Riêng Đàm Vĩnh Hưng thì rất sung, có vài tiết mục anh phấn khích đến nỗi lao lên sân khấu cầm mic hát và biểu diễn y như thật, để các vũ công trổ tài trong phần thi của mình. Sự máu lửa và nhiệt của nam ca sĩ khiến các vũ công càng hào hức, giúp không khí buổi casting trở nên sôi động và náo nhiệt. Hầu hết các thí sinh đều biểu diễn rất đạt ở những bài nhảy chuẩn bị trước. Tuy nhiên, ở các phần thử thách của Mr. Ram, một số thí sinh non kinh nghiệm vẫn còn hơi lúng túng. Tuy nhiên, theo biên đạo Thúy Uyên, chỉ có thể nhìn ra ngay tố chất của các bạn ở thử thách đầu tiên. Còn việc có chút lúng túng ở thử thách âm nhạc của Mr. Ram là điều dễ hiểu. Tham dự buổi casting trôi qua, ngoài phần đăng ký dự thi của những thí sinh tự do, còn có sự tham gia của các vũ công đến từ 4 vũ đoàn nổi tiếng nhất hiện nay, Bước Nhảy, Hoàng Thông, MTA và O. Các thí sinh dự thi cá nhân hoặc theo nhóm. Mỗi tiết mục nhảy tự do theo phần nhạc chuẩn bị trước và sau đó Mr. Ram thử thách các thí sinh bằng một ca khúc của anh ở nhiều thể loại, tương ứng với thể loại âm nhạc chính mà anh đưa trong live show. Bắt đầu từ 11 giờ trưa, nhưng đến gần 15 giờ, buổi casting mới kết thúc do số lượng thí sinh tự do đăng ký thêm sau đó tăng lên. Những vũ công được lựa chọn trong buổi casting hôm qua sẽ được ekip của Mr. Ram lấy số đo để chuẩn bị trang phục và giày nhảy. Mr. Ram và Thúy Uyên chụp ảnh kỷ niệm cùng các vũ công của vũ đoàn Hoàng Thông. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!